Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thiên Cơ trong một Giáp do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo như sau. Cả kêu lớn nhỏ quay vỉa, trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân, long hoa hội ân cần lo lập. Lập cho rồi tam thập lục nhơn, lôi âm dục khởi tiếng đờn. Thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình vóc dày chưng. Nước kia lửa nọ tương bừng, thảm cho thế sự lấy lừng nạn tai, thời cũng tại không ai tu niệm. Cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn. Tam thiên lục bá khắp tràng hại dân, đến thân dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng hoang, tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn. Nạn tai dồn dập xóm làng còn chi, khuyên sanh chúng dáng ghi mối đạo, lòng hằng lo ngay thảo nghe con. Tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn xé phân, trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền dáng nhịn đừng than. Đến nay gần buổi khoa tràng, minh quân xuất thế khắp tràng thành thơi. Thiên lý ca, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Cọp đi vỡ ổ tròm ong, hóa là một trận cuồng phong thấy đời, mạnh ai thì nấy kêu trời. Người sao loạn dạ loạn lời người ôi. Kim cổ kỳ quan, Thừa Nhàn 186/92, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Lời bình, cụm từ cọp đi vỡ ổ ám chỉ năm Nhâm Dần 2022, thế giới gặp tai họa chẳng lành, vì chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, vật giá gia tăng, tiền tệ lạm phát, kinh tế suy thoái. Báo hiệu kịch bản thế giới bắt đầu chuyển biến khốc liệt. Chiến tranh Đông Âu khởi năm Nhâm Dần 2022. Kế tiếp đến năm Quý Mão 2023, chiến tranh Trung Đông Israel-Gaza, binh lửa kinh hoàng, thành phố sụp đổ tan hoang, người chết vô số, kinh tế suy thoái, đói khát tràn lan, thôn sơn bạch hồ trở về. Chỉ rất may gặp chúng đề bằng ba, lãnh nguyện người phải bản ra, mỗi đề mỗi trật tận ra tận hình. Đề này để chí trung bình, ai mà bản chúng đắc tình quả tu. Kim cổ kỳ quan, Thừa Nhàn 141/12, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Lời bình, cụm từ bạch hồ trở về ám chỉ năm Giáp Dần 2034, thế giới đã bình an lên đời thượng ngươn thánh đức. Loài người còn sống sót được 3 phần chúng đề bằng 3, vui hưởng cảnh bồng lai tại trần, hòa bình vĩnh cửu. Ai lãnh sứ mạng bàn giải kinh sấm, nếu bàn sai bị phạt nặng tận ra tận hình. Vậy phải cố công bàn sao cho chúng sẽ đắc quả tu hành, đắc tình quả tu. Cọp đi vỡ ổ tròm ong, hóa là một trận cuồng phong thấy đời, mạnh ai thì nấy kêu trời. Người sao loạn dạ loạn lời người ôi. Kim cổ kỳ quan, Thừa Nhàn 186/92, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Cọp ám chỉ Nhâm Dần 2022. Thôn sơn bạch hồ trở về. Chỉ rất may gặp chúng đề bằng 3, lãnh nguyện người phải bàn ra, mỗi đề mỗi trật tận ra tận hình. Đề này để chí trung bình, ai mà bàn chúng đắc tình quả tu. Kim cổ kỳ quan, Thừa Nhàn 141/12, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Bạch hổ ám chỉ năm Giáp Dần 2034 lên thượng ngươn hòa bình vĩnh cửu. Thiên cơ rút gọn giặc 7 năm, chứ rằng ma Phật cũng ta, trồng bông thì lại có hoa nhà mình, để sau bão tố thình lình. Sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu, thế gian chớ khá cưỡi trâu. Hai sừng nó nhọn nó đâu để mình, thương dân khuyên nhủ hết tình. Mượn xác 9 tuổi một mình ra thơ, buồn đời coi lại làm ngơ. Nói rằng nói dối làm thơ bắt vần, để rồi cuộc loạn quân Tần. Biết cho tứ thánh bắt vần hay không? Ếch ngồi đáy giếng mắt trông, vịt nghe tiếng sấm cũng không biết gì. Khoai lang lại với khoai mì, đến khi Tần khởi độ thì khẩu ta. Dáng mà niệm Phật cho qua, vái cầu Bồ Tát độ mà trần gian. Nguyện cùng tất cả 4 phang, dẹp ngòi súng ống cho an dân lành. Tượng cao chớ khá lên bành, thế gian phải dáng làm lành khỏe thân. Lời bình câu sấm, thế gian chớ khá cưỡi trâu. Hai sừng nó nhọn nó đâu để mình, chứ châu ám chỉ cái gì? Xã hội nông thôn Việt Nam ngày xưa Con trâu được coi như là có sức mạnh vô địch làm việc nặng nhọc như cày bừa. Đức Tứ Thánh dùng hình ảnh con trâu để ám chỉ bộ máy quân sự siêu cường có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cụm từ hai sừng nó nhọn ám chỉ bộ máy quân sự được trang bị võ khí nguyên tử có sức tàn phá thật là kinh hoàng. Cụm từ chớ khá cưỡi trâu ám chỉ các siêu cường đừng có lấy vũ khí nguyên tử ra mà thử nghiệm biểu diễn đe dọa đối phương. Chơi dao có ngày đứt tay. Hãy cẩn thận đừng giỡn với võ khí nguyên tử có ngày sẽ lãnh án tử nguyên. Câu sấm, thương dân khuyên nhủ hết tình, mượn xác 9 tuổi một mình ra thơ, buồn đời coi lại làm ngơ. Nói rằng nói dối làm thơ bắt vần. Trong hoàn cảnh lịch sử khó khăn thời nô lệ ngoại bang Pháp thuộc, nên Tứ Thánh phải mượn xác trẻ 9 tuổi ngâm nga thơ về để dễ bề giả dại qua ải. Khi thấy ngài mượn xác trẻ tuổi nói thiên cơ tam hoàng cốt điển khó hiểu, người đời lầm tưởng rằng cậu bé điên loạn nói chuyện khùng khiệu vô nghĩa. Câu sấm, để rồi cuộc loạn quân Tần. Biết cho Tứ Thánh bắt vần hay không? Ếch ngồi đáy giếng mắt trông. Vịt nghe tiếng sấm cũng không biết gì, khoai lang lại với khoai mì. Đến khi Tần khởi độ thì khẩu ta. Chúng sanh mê muội nghe sấm kinh chẳng hiểu gì, đừng vội chê bai lời sấm, hãy nhẫn đợi đến khi nào quân Miên Tần khởi loạn, trận chiến Biển Đông bùng nổ, thì sẽ biết thực hư ra sao. Hãy tin tưởng niệm trời Phật, nguyện cầu Bồ Tát độ qua tai nạn. Dáng mà niệm Phật cho qua, vái cầu Bồ Tát độ mà trần gian, nguyện cùng tất cả 4 phang. Dẹp ngòi súng ống cho an dân lành. Thế chiến 3 bom nguyên tử hủy diệt vô cùng khủng khiếp, cuộc biến đổi di sơn đảo hải vô cùng to lớn. Chúng sanh hãy sám hối làm lành lánh dữ, cầu trời Phật ban phước được sống còn qua cuộc sàng lọc kỳ này. Hạ ngươn mỗi việc mỗi mòn. Mòn sông mòn biển, lại còn mòn non. Đổi chồng, đổi vợ, đổi con. Đổi sông, đổi núi, đổi hòn Hà Tiên, đổi Châu Đốc, đổi Tịnh Biên. Thất Sơn lại đổi qua Liên Nhà Bản, qua liền 5 nước chật đảng. Qua lộ Văn Giáo máu tràn như sông, đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong. Đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ. Đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Bang, trời xây Âu Á 4 phang. Nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ, chuyển luân bỏ bực biên thủy. Ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng ngươn. Khuyên trong anh chị làm ơn. Ăn ngay ở thật còn hơn làm giàu, giữ sao cho khỏi máu đào. Giữ sao cho được cẩm bào Phật ban. Đạo làm người phải ăn ở cho tròn hiếu chung, không phản bội tổ quốc, không bất hiếu cha mẹ ông bà. Anh ôi chớ có hai lòng. Giữ chung giữ hiếu, giữ lòng với cha, hỏi mày ai đẻ mày ra. Ông mày già yếu ông mày còn kia, mày hung như khóa không chìa, đất cày 7 cục mày lìa đi đâu, ông cha còn ở điện đầu. Biểu mày phải niệm một câu Di Đà, thân mày côi cút không cha. Thương dân miền Bắc cha già đợi trông, chị sao không chịu lấy chồng. Cam đành ở quá tuyệt dòng không con, khen ai lựa chọn miếng ngon. Ai người nam tử ai tròn nam nhi, đố ai ta nói chuyện chi. Ai mà hiểu đặng đáng ghi con trời, tới đây tuyệt bút hết lời. Kêu cùng nam nữ mau thời tầm chi. Lời bình câu sấm. Mày hung như khóa không chìa. Đất cày 7 cục mày lìa đi đâu. Một chữ là một nhiệm màu. Chữ đất ám chỉ quả địa cầu. Chữ cày ám chỉ thế chiến 3 bom nguyên tử nổ tàn phá khủng khiếp. Cụm từ 7 cục ám chỉ cái gì? 7 cục là 7 cái gì? Muốn biết 7 cái gì? Hãy tìm hiểu đoạn sấm sau đây sẽ rõ. Anh em hãy ráng trồng khoai. Trồng khoai trồng bắp cái cày ruộng tâm, chừng nào dứt giặc 7 năm. Ông bà ăn Tết 1 năm vui mừng. Thiếu chi kẻ dọn người bưng. Chừng ông về tới mặc dưng chẳng còn, cả kêu bớ chú cõng con. Cha về tới rạch tàu mòn giá tiêu, đói ăn rau muống rong rêu. Chừng ông về tới dựng nêu cấm cờ. Lời bình câu sấm. Chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết 1 năm vui mừng. Cụm từ giặc 7 năm ám chỉ thế chiến 3 khởi ở Gaza Israel Trung Đông từ năm Mèo Quý Mão 2023 đến năm Rắn Ất Tỵ 2025. Sau đó, binh lửa lan sang Á Đông từ năm Bính Ngọ 2026 đến năm Kỷ Dậu 2029. Tổng cộng thế chiến 3 kéo dài 7 năm. nên câu sấm tứ thánh viết là: chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết 1 năm vui mừng. Cụm từ giặc 7 năm khế hợp với cụm từ cày 7 cục trong câu sấm, đất cày 7 cục mây lìa đi đâu. Nghĩa là khi Phật Di Lạc ra đời cứu thế tại thánh địa Nam Việt Nam, thì mày ở đâu? Mày ở Mỹ Châu hay Âu Châu? Phải quay về Việt Nam kịp gặp Phật ra đời. Hiểu lời thầy tiên tri. Ai ơi, hãy hiểu lời thầy. Người tu phải rõ máy trời thiên cơ, hoàn cầu biến đổi hàng giờ. Thường xuyên để ý không lơ tu hành, ngươn ba kết thúc lẹ nhanh. Nếu còn chậm chạp tan tành nát xương, Đức Thầy đã nói tận tường. Tín đồ khá nhớ lo lường sớm khuya, nếu quên như khóa không chìa. Bị giam trong cái ngục đìa còn chi, thiên cơ người đã biết chi. Việc đời sắp tận còn gì mà mê, chỉ còn một giáp là về. Thượng Nguyên Thánh Đức hưởng bể vinh hoa, 12 năm thật khổ đa. Lớp đầu lớp chết rên la hãi hùng, kẻ thì không chiếu không mùng, không cơm không nước khắp cùng đó đây. Lại thêm chịu tối 7 ngày, quỷ ma xuất hiện diệt loài ác hung, biết bao nhiêu thứ độc trùng bám vào cơ thể hoại lần tim gan. Khi bom nguyên tử nổ vang, núi còn phải cháy rụi tan tiêu điều, muốn cho mình khỏi bị thiêu. Chỉ có niệm Phật ăn chay làm lành, ráng đi qua được 7 năm. Mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân khỏe rồi, 2 năm thìn tỵ thử coi. Trung Đông đẫm máu hỡi ôi còn gì, Bình Dương năm ngọ ai bi. Tàu Tần Hợp đánh còn chi hỡi người, hết xuân hè đến năm mùi. Biết ai còn mất ai vui ai sầu, rồi xem núi cấm hóa lầu. Hội 18 nước về chầu Phật Vương, luận xem cho bạn tận tường. Tỉnh hồn bỏ thế rau tương tu hành, để mà kịp đến Long Thành. Chầu vua Thánh Đức an lành người ơi. Huynh đệ mình ơi hãy cố lên, 6 năm tu tịnh hãy cho bền. Đừng vì một chút mùi danh lợi, mà để ngày sau phải gập ghềnh. Gập ghềnh mất xác đọa hồn linh, cần phải mau mau giữ lấy mình, qua cuộc này đây rồi thấy khỏe. Về miền tiên Phật hưởng bình minh. Thật sự thì ráng tu 6 năm nữa thôi huynh đệ. Có ham muốn đời văn minh vật chất thì bỏ đi, vì vài năm nữa nó không còn gì đâu. Mọi người đều trắng tay, tu 6 năm mà được sướng vui đời đời. Nam Mô A-di-đà Phật. Thanh Chơn cư sĩ nguyên là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Mỹ tiểu bang Illinois. Sau khi đọc bài Thiên Cơ trong một giáp, bạn đạo Thanh Chơn cảm để diễn cả bài thơ trên đây và gửi cho Kỳ Vân cư sĩ. Nam Mô A-di-đà Phật. Sydney, ngày 23 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báu.